Em thấy cái không gian này giống những lúc mà tụi mình ngồi ở trong nhớ những lúc mà buổi tối ở nhà chị không? Không có ai hết, không chỉ có hai chị em mình trong bóng tối. Chỉ có cái đèn từ cầu thang hắt xuống giống vậy, nhớ không? Thật ra là nãy giờ cũng rơi nhiều giọt nước mắt quá rồi. Vân cũng không có muốn để cho mọi người thấy rằng tại sao hai người thương nhau, thân nhau mà họ lại khóc vì nhau nhiều như vậy. Nhưng mà Vân nghĩ là trong cuộc đời của mình đó, phải có những điều làm cho mình thực sự cảm thấy rung cảm và thổn thức. Và nếu một ai đó có thể đem lại cho mình những cảm xúc này thì mình phải trân trọng người đó. Tại vì không có nhiều đâu. Thì ngoài gia đình, ngoài bố mẹ, thì Mai Phương là một người rất là đặc biệt đối với Vân. Chị chỉ muốn cảm ơn em. Tại vì bằng một cách nào đó em đã đến với cuộc đời của chị, cho chị biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Chưa bao giờ chị cảm thấy chị giúp ai mà chị lại hạnh phúc đến như vậy. Và cũng chưa bao giờ ngoài gia đình lại có một người làm cho mình có cảm giác là mình phải có trách nhiệm với cuộc đời của người đó đến như vậy. Và chị phải cảm ơn em vì điều đó. Còn những lúc mà chị có lỡ, chị giận em, buồn em thì đó là lỗi của chị. Chị xin lỗi em. Hôm nay chị nghe em nói như vậy rồi thì chị sẽ thay đổi điều này. Nếu mà nói xin lỗi ốc thì chắc là em sẽ phải xin lỗi nhiều lắm. Thật ra từ trước giờ, thế là ngoài gia đình, ngoài những người mà thật sự rất thân với mình, thì có lẽ ốc là người mà em không có làm được cái gì cho ốc cả. Bởi vì từ vật chất đến năng lực bản thân, đến sức mạnh tinh thần, thật sự là ốc lúc nào cũng cho em thấy ốc rất là mạnh mẽ. Ốc có thể giải quyết được việc tất cả mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của em. Mà đôi khi em lại cảm thấy rằng là em dựa dẫm ốc nhiều quá. Nhưng mà em cũng cảm ơn ốc là có lẽ ốc là một trong số những người bạn đầu tiên của em. Bởi vì từ nhỏ đến lớn á, em đi học cho đến khi em làm diễn viên, thực sự luôn là em không có niềm tin với tình bạn. Và em cảm nhận là hễ mà một người nào mà em thật sự bắt đầu đặt niềm tin thì người đó lập tức sẽ làm cho em cảm thấy thất vọng. Cho nên là trong mối quan hệ giao tiếp em thường không mở lòng mình. Và với ốc đôi khi cũng có những lúc em cũng không dám mở lòng hết. Nhưng mà chị lúc nào cũng rất là năng nổ. Em biết có những lúc ốc giận em thì em chỉ buồn thôi, tự ôm chuyện đó vào lòng thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay em nghĩ rằng là sẽ có nhiều người em phải cảm ơn và xin lỗi. Nhưng mà ốc sẽ là một trong số những người đầu tiên em phải cảm ơn chị. Trước đây và ngay bây giờ, lúc nào chị cũng nghĩ đến em. Cảm ơn hai chị. Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Và em cảm ơn hai chị đã nhận lời đến với chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Khi hai người đến thì em chỉ nghĩ trong lòng mà phải khai thác cái gì đó cho hay. Mà thật sự thì em cũng không cần phải hỏi gì nhiều nữa, bởi vì tất cả những câu chuyện có thật đó nó đã mang đầy cảm xúc rồi. Và chương trình có một món quà nhỏ để tặng cho hai chị. Đây là một hai chiếc cốc mà em nghĩ rằng hai chị sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Cảm ơn hai chị. Vô. Và Khả Như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào thứ ba hàng tuần vào lúc 19:15. Rất mong được sự ủng hộ và theo dõi của quý vị vào những số sau nhé. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.